Xin được hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý khán thính giả đang đến với vòng chung kết xếp hạng Liên hoan đờn ca tài tử thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, giải Hoa Sen Vàng. Hồng Phúc và Thu Thảo xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Xin thưa tất cả quý vị khán thính giả, Liên hoan đờn ca tài tử thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, giải Hoa Sen Vàng do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa thành phố đồng tổ chức, với sự phối hợp trực hiện của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hàng Hoạt huyết Minh Não Khang hân hạnh đồng hành cùng chương trình này, và chương trình được phát thanh trực tiếp từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào chiều Chủ nhật hàng tuần, và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, qua vòng bán kết thì ban tổ chức cùng với hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra 15 tiết mục tiêu biểu cũng 15 đơn vị không may mắn lọt vào vòng chung kết để tham gia tranh tài cùng với 12 đơn vị xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Và đây cũng là một tín hiệu rất là vui mừng, tạo cơ hội cho tất cả các đơn vị chúng ta cùng tham gia tranh tài. Và hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị 12 câu lạc bộ được vào vòng chung kết, gồm có Nhà văn hóa sinh viên quận Tân Bình, quận 3, quận 1, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, quận 5, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, quận Thủ Đức và quận 11. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn. Chúc mừng các câu lạc bộ đưa vào vòng chung kết các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là buổi thi diễn đầu tiên của vòng chung kết xếp hạng. Và sau đó, cuối mùa giải, các thứ hạng Hoa Sen Vàng, Hoa Sen Bạc, Hoa Sen Đồng sẽ được trao về cho câu lạc bộ đờn ca tài tử của đơn vị nào. Xin mời quý vị sẽ cùng đồng hành đến phút cuối cùng của liên hoan để chờ đón những kết quả bất ngờ thú vị này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, hôm nay sẽ là phần dự thi đầu tiên của hai câu lạc bộ. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ đờn ca tài tử quận 1 và câu lạc bộ đờn ca tài tử quận Tân Bình. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo liên hoan. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông Vương Quyền, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức liên hoan. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, đồng trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức liên hoan. Về phía lãnh đạo Trung tâm Văn hóa quận 1, xin trân trọng giới thiệu ông Phan Trọng Quyền, quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 1. Và sau đây xin được giới thiệu đến quý vị hội đồng giám khảo của buổi thi chung kết xếp hạng ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nhạc sĩ Huỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Tấn Nhì. Trân trọng giới thiệu soạn giả Ngô Hồng Khanh. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, nhà nghiên cứu âm nhạc tài tử Nam Bộ, phó trưởng khoa sau đại học, trường đại học văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân dân gian Thanh Tùng. Thưa quý vị khán thính giả, đến với vòng chung kết xếp hạng của các câu lạc bộ đờn ca tài tử lần này, ban tổ chức của chúng tôi xin được thông báo như sau. Phương thức chấm điểm của hội đồng giám khảo về chuyên môn sẽ gồm có hai phần. Phần 1 chúng ta gọi là số điểm đánh giá cấu trúc chương trình, gồm có cách thể hiện và nội dung chủ đề chương trình, và số điểm này sẽ được công bố ngay sau từng phần dự thi của các câu lạc bộ. Và phần 2 là số điểm bình quân các tiết mục dự thi trong chương trình, và điểm này sẽ được công bố sau. Như vậy, điểm số để đánh giá xếp thứ hạng trao giải cho mỗi câu lạc bộ là tổng của điểm cấu trúc chương trình và điểm bình quân các tiết mục. Ngoài ra, hội đồng giám khảo còn đánh giá và trao giải riêng cho phần thi trả lời kiến thức âm nhạc tài tử. Điểm này cũng sẽ được công bố sau, thưa quý vị. Còn bây giờ đây, trước khi chúng ta đến với phần biểu diễn đầu tiên, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip cùng điểm lại phần thi của câu lạc bộ mà chúng ta chuẩn bị theo dõi. Với vòng chung kết hôm nay, đó chính là câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa quận 1. Kính thưa quý vị khán thính giả, liên hoan đờn ca tài tử thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức vừa khép lại vòng bán kết. Từ 27 câu lạc bộ của các trung tâm văn hóa và các nhà văn hóa trong thành phố
Ở vòng bán kết thì ban tổ chức đã chọn ra 12 đội thi xuất sắc để cùng tranh tài ở vòng chung kết. Và trong buổi thi chiều hôm nay sẽ là phần tranh tài giữa các tài tử đến từ Trung tâm Văn hóa quận 1 và Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình. Đặc biệt lợi thế hơn nhiều đội thi khác, các tài tử của Trung tâm Văn hóa quận 1 ở ngay trung tâm thành phố. Điều kiện đi lại và sinh hoạt của các tài tử cũng rất thuận lợi. Dù ở ngay quận 1 có nhiều loại hình nghệ thuật chi phối, nhưng đơn ca tài tử vẫn đặc biệt được chú trọng và quan tâm. Trung tâm Văn hóa quận 1 không chỉ mạnh về đơn ca tài tử mà còn rất sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác như là thời trang, nhạc truyền thống cách mạng, ca trù, v.v. Và dù là ở loại nghệ thuật nào thì quận 1 cũng tỏ ra mình luôn làm với tất cả quyết tâm và sự cố gắng. Các tài tử của Trung tâm Văn hóa quận 1 không chỉ trẻ mà còn có phong độ khá đồng đều nhau, cả về sắc vóc, lối diễn tấu cũng như cách ca của mình. Hiện tại, câu lạc bộ đơn ca tài tử của quận 1 có gần 30 thành viên, mỗi người một công việc khác nhau, từ nội trợ, nhân viên văn phòng cho đến các sinh viên đang học tại các trường nghệ thuật. Thời gian có vẻ như hạn hẹp bởi nhịp sống tất bật, nhưng các tài tử luôn dành thời gian để sinh hoạt tài tử vào hàng tháng, giao lưu cùng với các câu lạc bộ khác cũng như là tham gia nhiều liên hoan cuộc thi khác nhau để có thể rèn nghề và trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ các tài tử bạn. Chính vì những cố gắng và luôn trân trọng những giá trị của âm nhạc tài tử mà các tài tử đến từ Trung tâm Văn hóa quận 1 đã không ít lần mang về cho mình nhiều giải thưởng từ nhiều liên hoan cuộc thi. Đến với liên hoan đơn ca tài tử Dãy Hoa Sen Vàng năm nay, các tài tử của Trung tâm Văn hóa quận 1 đã có sự chuẩn bị từ rất lâu. Và như những gì đã thể hiện ở vòng bán kết thì cho thấy sự quyết tâm rất lớn của các tài tử quận 1 ở liên hoan lần này. Còn ở vòng thi chung kết, các tài tử quận 1 đã chuẩn bị gì cho mình? Chúng ta hãy nghe chia sẻ đôi điều của các tài tử đến từ Trung tâm Văn hóa quận 1 trước khi đến với phần dự thi của họ nhé. Khi mà được cái thông tin của ban tổ chức báo là đơn vị Trung tâm Văn hóa quận 1 được vào vòng chung kết đó, thì cái tâm trạng lúc đó rất là vui, phấn khởi, và tất cả anh em tài tử ca cũng như là tài tử đờn rất là phấn khích. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng lo lắm, tại vì cái thời gian mà vô để mà thi cái vòng chung kết thì nó rất là gần, mà các anh chị em thì cũng người thì rất là bận rộn những cái việc này việc kia, nhưng mà với cái tinh thần quyết tâm sẽ tham gia tới cùng thì tất cả các anh em sẽ cùng đồng lòng để mà tập dượt cho kỹ để mà tham gia cho nó hoàn thành cho nó tốt. Mong rằng là cái sự cống hiến hết mình như vậy là sẽ đem đến những cái lời ca tiếng hát cho tất cả khán giả cũng như là quần chúng mến mộ cái đơn ca tài tử sẽ được nghe và được cảm nhận được cái tài hoa của dân tộc Việt Nam ta. Thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn dự thi của câu lạc bộ đờn ca tài tử quận 1, mà theo nhận xét của nhiều khán thính giả thì đây là một câu lạc bộ hội đủ các thành viên có đầy đủ yếu tố thanh và sắc. Mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho phần dự thi của câu lạc bộ đờn ca tài tử quận 1. Trời ơi, tối nay sáng sớm mần xong công chuyện hết trơn hết trọi rồi, giờ ra hát chơi vài câu nghe thử coi. Tao nói trăng bao, trời ơi, nhỏ này làm hết hồn hết vía con. Má hát gì vậy? Thì đó, tao nói hôm bữa gia đình mình đi coi chương trình tài tử ở nhà hát Bến Thành đó con. Mà tao nói cái tựa của cái bà cái chương trình đó là cái gì má không có nhớ gì trơn trời à. À con nhớ rồi, chương trình đó là chương trình hát về quê hương đó má. À, phải rồi, trời con nhắc con mới nhớ đó nghe. Dạ. Nhưng mà cái bài đầu tiên đó con, là cái bài gì? Bài đầu tiên hả? À, đó là bài Long Ngâm có tên là Bến Xuân của tác giả Thanh Sử đó má. Phải rồi, dạ. Bài Long Ngâm do tài tử ca Ngọc Lê biểu diễn phải không con? Dạ. Gọi là
còn xuân xuân ơi xuân còn đợi với bao mùa nắng mưa bóng vừa tơ rơi rụng lỡ thơ đó. Trời ơi, ta nói má mê cái bài này nè, mà má khoái cái cô đó tại cô đẹp má hay nữa con. Dạ. Mà cái bài thứ hai là bài gì con? Bài thứ hai á không phải là ca nha má. Không phải ca vậy chứ là gì con? Dạ là quà tấu bản Liên Nam, Nam Xuân, Nam Ai và Nam Đảo đó má. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà con có nhớ là tài tử nào ta đợi không con? À, để con nói má nghe nè. Tài tử Bích Hiền Đần Tranh. Tài tử Minh Hiển Đần Kiềm. Tài tử Minh Quân Đần Guitar. Còn người cuối cùng. Tao nói má ấn tượng với anh này nghe. Sao vậy má? Vừa đơn bầu, vừa đơn cò luôn. Dạ. Còn biết ai không? Ai vậy má? Tài tử đơn Tấn Phát. Thank you.
Thu Mỹ. À, dạ. Con làm gì con nhẩm nhẩm mình đây vậy? Trời ơi, con đang hát lại cái điệu quán mà con không nhớ cái bài gì ở trong cái tiết mục thứ ba đó ba. Đó là điệu Giang Nam, trích 12 câu, có lời ca là thương người đi mở đất đó con, của tác giả Quỳnh B. À, do tài tử Thí Loan biểu diễn đúng không ba? Dùng đất này thời đã trôi qua, nhưng còn đó hình ảnh người mơ đất hát các dàn ân thân trầm mắt đêm đêm chờ mình nghe con sóng sông xa Oh,
rừng. Như vậy đó, dạ. Có trầm, có bổng, du dương, nghe nó sướng cái lỗ tai rồi sao con ơi. Bây giờ tới dạ. Tiết mục thứ tư nè. Tiết mục thứ tư hả? Con quên mất tiêu rồi, ba nhớ không? Đó là độc tấu đần kiềm. Độc tấu đần kiềm? Đúng vậy. À, độc tấu đần kiềm bản Long Đăng, do tiếng đần kiềm của anh Minh Hiển biểu diễn đúng không ba? Đúng. Dạ. Thank you.
ngày sáng sớm mà ông đi đâu mất biệt vậy cả. Tại đây nhà cửa heo quéo tùm lum hết trơn, trời gì mà không ai ở nhà hết trơn à. Không, trời ơi, từ từ để tôi vô cho ăn làm gì mà vô. Bạn ơi, về tới nè, hả? Má sắp nhỏ, mau ra đây nghe tôi nói chuyện này. Từ sáng tới giờ bỏ đi đâu? Đi công chuyện mà. Tôi tới thằng hai đi kiếm khắp trong ngoài. À, hay là thằng tư nó rủ ông đi nhậu? Đâu mà có nè. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi đi nè. Ông đã hứa với vợ con những gì hả? Sao bây giờ ông lại quên đi? Má nó ơi, xin bà bớt giận, bình tĩnh nghe tôi kể rõ đôi đầu. Nè, tôi tưởng đâu là ông chịu sửa đổi tính tình à? Ai có ngờ lối cũ vẫn quên chân. Mấy năm nay con không quên lời đã chẳng hề say sưa nhậu nhẹt la cà cùng với cả nhà chỉ thố làm ăn gia đình ta mới thoát được cảnh nghèo. Tạm thời tôi tin ông không có đi nhậu, nhưng ông phải nói cho tôi rõ đuôi đầu. Ông đi với ai từ hồi sáng cho tới bây giờ hả? Nói bà nghe nè, vậy tôi đi làm một chuyện rất là quan trọng. Trời, chuyện quan trọng. Khi bà nghe xong bà sẽ rất là xúc động. Ôi, sau bao đêm nghỉ suy trăng tràn, hôm nay thấy lòng thanh thản làm sao. Mệt ghê, là kim chi cứ nói phước cho rồi à. Cứ mở hoài làm tôi muốn đứng tìm. Tôi lên xã trả lại số nghề cũng hết lời ngợi khen là biểu dương. Trời đất quỷ thần ơi, bà có sao không? Đừng làm tôi sợ, con nghe chuyện gì vợ chồng nói nhỏ. Lối xóm nhìn vào người ta chỉ nghĩ họ lại tưởng lầm tôi đây sai xỉn mà về nhà gây bạo lực. Nè, ông làm gì sao chịu hỏi ý kiến mà tự quyết định về nghĩa là sao? Đầu óc ông chắc là có vấn đề. Sổ hộ nghèo đó mình đang nắm trong tay, nhờ đó hưởng lợi lâu nay. Mắc mớ gì mà ông đem trả lại? Bà đừng có nóng giận dạ. Gì để cho tôi đây nói rõ cho nghe, nhà nước đã chăm lo giúp đỡ gia đình mình bao năm qua. Sao nữa? Khó cảnh nghèo bây giờ nhà cửa khang trang, các con mình ở đây đã thành nhân, trả lại sổ nghèo là bà có biết không? Vậy trong xóm thôn vẫn còn bao hoàn cảnh khó khăn đang cần những tấm lòng tương trợ. Bà thay tôi tính vậy có đúng không? Nè, ông nói vậy càng khiến cho tôi tức thêm. Trời đất ơi, mình có dư giả là bao giận mà chỉ thấy tức thôi.
rõ rằng gia đình ta đã xảy ra chuyện gì. Con à, dạ. Ba biết con là người hiểu chuyện nên sáng nay ba có một mình tâm sự. Dạ. Nè, ông đừng có mà bày đặt lôi kéo ha. Hai cha con vào một phe với nhau không có được à? Ba yên tâm, tôi sẽ nói đúng sự thật để cho con nó tự nghĩ suy. Con nghe. Dạ. Nếu như ba nhất quyết, sao ba đem trả lại số nghèo cũng vì chuyện này nè. Mà ba con sao không? Sao con? Giờ đây gia đình ta thoát cảnh nghèo thì mình còn giữ sổ làm gì đúng không má? Biết bao người đang cần hỗ trợ, cả cộng đồng cần góp sức chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Má ơi, con rất vui vì ba đã ra quyết định. Má, bộ Cả Nhà Cùng Vui của tác giả Trần Kim Hằng do Ngọc Thành, Thu Mỹ và Thiếu Long biểu diễn, được thể hiện qua kịch bản Gia Đình Tài Tử với chủ đề Hát Về Quê Hương, đã kết thúc chương trình biểu diễn của nhóm ca tài tử cải lương Liên Phường, Trung Tâm Văn hóa Quận 1. Kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý khán thính giả thật nhiều sức khỏe, chúc Liên Hoan thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi diễn của câu lạc bộ đơn ca tài tử Trung tâm Văn hóa Quận 1, và giờ đây thì xin được mời các thành viên sẽ nán lại sân khấu để lắng nghe điểm số của các đơn vị, của các thành viên trong đơn vị trong tiết mục vừa rồi. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời hội đồng giám khảo cho biết số điểm thực hiện chương trình của đơn vị Quận 1. Xin được mời giám khảo Huỳnh Khải 19,40. Giám khảo Tấn Nhi 19,40, giám khảo Ngô Hồng Khanh 19,40, giám khảo Mai Mỹ Duyên 19,40 và giám khảo Thanh Tùng 19,40. Xin được cảm ơn hội đồng giám khảo. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được mời đơn vị Quận 1, chúng ta sẽ tiếp tục phần dự thi trả lời tìm hiểu kiến thức về âm nhạc tài tử. Và trong phần này thì sẽ gồm có 2 câu hỏi, 1 câu hỏi bốc thăm và 1 câu hỏi phụ từ hội đồng giám khảo. Xin được mời đơn vị chúng ta cử một đại diện bốc thăm cho câu hỏi của mình và gửi về cho MC. Vâng ạ, xin được mời chị ạ. Thành viên trong câu lạc bộ đơn ca tài tử Trung tâm Văn hóa Quận 1 đang chọn lựa những lá thăm rất là kỹ càng. Vâng ạ, xin được mời câu hỏi của chị ạ. Xin mời các thành viên chúng ta sẽ lắng nghe thật kỹ câu hỏi dành cho đơn vị của mình. Trong khi tấu một bài bản, câu chầu là gì? Hãy cho thí dụ. Vâng ạ, đây là câu hỏi của các anh chị. Dạ, anh xin đại diện Trung tâm Văn hóa Quận Nhất trả lời câu hỏi là khi tấu một bài bản, câu chầu gọi là nhịp mô. Thí dụ như là nhịp thứ nhất, nhịp thứ hai và nhịp thứ ba trong của câu ba trong bản Phụng Hoàng Lai Nghi. Dạ, xin hết ạ. Chúng tôi xin được cảm ơn phần trả lời của đơn vị Quận 1. Và chúng tôi xin kính mời hội đồng giám khảo cho ý kiến về câu trả lời này đã đúng hay chưa, hay đủ ý hay chưa ạ? Câu hỏi này á thì các em đã trả lời đúng rồi. Vâng, xin được cảm ơn sự nhận xét của giám khảo Tấn Nhi.
Và chúng tôi cũng xin được mời các thành viên trong hội đồng giám khảo sẽ cùng đưa ra câu hỏi phụ cho câu lạc bộ đơn ca tài tử quận 1. Mời các anh chị sẽ cùng lắng nghe câu hỏi phụ của mình. Tôi xin hỏi câu hỏi phụ. Chúng ta đã biết trong nhiều cái cuộc thi về đơn ca tài tử, kể cả do trung ương và địa phương tổ chức, thì nói chung là rất hay. Nhưng chỉ có một cái điều băn khoăn mà nhiều người phải trăn trở là cái bài vọng cổ. Cái bài vọng cổ chúng ta biết nó từ nhà dạ cổ Hoài Lang lên tới nhịp 4, nhịp 6, nhịp 8, nhịp 16 cho đến nhịp 32. Và đến khi nhịp 32 thì là thông thường là nói lối ca vô trước rồi mới tới đờn. Và thậm chí sau này là ca vô trước hai lần. Và nhiều tác giả, nhiều bài ca, nhiều cuộc chơi đã thể hiện như thế. Thế mà lại có những cuộc thi chúng ta lại bắt cái nhịp vọng cổ nhịp 32 phải để đờn vô trước ca vô sau. Coi như vậy là văn bị hư hết, nội dung bị bẻ lộn xộn hết. Vậy thì vọng cổ là một cái quá trình sáng tạo. Thì theo như các em, các bạn có hai ý. Một là bài vọng cổ, đã ca vọng cổ thì phải đờn vô trước, ca vô sau mới trúng là tài tử. Hay là văn học, cấu trúc, bài ca, tác phẩm của tác giả viết thế nào thì chúng ta trình bày như thế nấy. Đó mới là trúng, đó mới là nghệ thuật. Nó có hai cái đáp án. Theo mấy em thì là ca cách nào? Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi từ giám khảo Ngô Hồng Khanh. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần trả lời câu hỏi phụ từ đơn vị Trung tâm Văn hóa quận 1. Xin được mời chị ạ. Dạ, em xin phép trả lời là theo tài tử thì đờn phải vô trước rồi ca vô sau. Không biết là hội đồng giám khảo có ý kiến hài lòng với trả lời của đơn vị quận 1 hay không ạ? Theo cái ý kiến của chúng tôi là đờn ca tài tử, chúng ta thấy cái gì? Tức là có đờn và có ca. Mà khi đờn lúc nào cũng phải rao trước, rồi rao để cho người ta có cảm hứng, xong đàng hoàng. Trong trường hợp nếu mà người ca người ta nói đối thì người ta cũng dùng cái nhân thanh của người ta, thay vì nhạc khí thì dùng nhân thanh để người ta nói lối cho nó mùi, xong đàng hoàng rồi nó bắt vô, làm sao mà tác giả người ta viết là vô liền, chứ đâu có phải ngồi chờ đờn. Như vậy trái lợi với cái không gian của đờn ca tài tử, tức là đờn và ca phải kết hợp nhau, phải hòa hợp với nhau. Thành ra vô trước hay vô sau gì cũng không quan trọng, chỉ có một cái là văn học, nghệ thuật nó bảo đảm cái tính toàn vẹn của nó thì là tốt rồi. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn câu hỏi phụ cũng như là những chia sẻ từ giám khảo Ngô Hồng Khanh và giám khảo Tấn Nhi. Và xin được chúc mừng câu lạc bộ đơn ca tài tử Trung tâm Văn hóa quận 1 đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và số điểm của phần này chúng ta sẽ công bố sau. Xin cảm ơn các thành viên trong đơn vị quận 1. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, chúng ta hãy cùng đến với Liên hoan đơn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, giải hoa sen vàng. Chương trình được phát thanh trực tiếp từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần, và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hàng Hoạt Huyết, Minh Não Khang hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ đây, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng dành ít phút cho nhà tài trợ. Máu xấu, tuần hoàn máu kém tới não, dẫn đến đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ hay mê sảng. Máu xấu, tuần hoàn máu kém tới các chi, dẫn đến tê nhức chân tay, đau mỏi vai gáy, đau mỏi lưng. Hoạt huyết minh não khang bổ máu, tăng cường tuần hoàn máu tới não, giúp an thần, tạo giấc ngủ sinh lý, sảng khoái, giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Hoạt huyết minh não khang bổ máu, tăng cường tuần hoàn máu tới các chi, giúp giảm tê nhức chân tay, đau mỏi vai gáy, đau mỏi lưng. Hoạt huyết minh não khang, máu tốt, tuần hoàn máu tốt, sức khỏe vượng,